thiệt là tức à. Mấy anh coi, ngày nào tôi cũng phải dẫn chiếc xe ra vô á, làm ơn mau tìm ra cái chủ xe này giùm cho tôi đi. Mà cũng tại con nhỏ này nè, mày đem cái chiếc xe đó qua đây làm chi? Ngày nào tao cũng phải dẫn ra dẫn vô á. Thì tự nhiên bữa đó cái thằng nó chạy xe vô đất nhà tôi có biết cái gì đâu. Tôi gọi nó hoài mà nó không có quay lại, nên tôi mới để nhờ quán bà để coi mấy bữa nữa nó có quay lại không. Mà để hoài nó cũng không quay lại đâu. Ủa nhưng mà chị nhớ cái tướng tá của ông chủ xe này ra sao? Thì tôi nhớ nó mập mập, tóc ngắn á, với lại nó chạy nhanh quá rồi tôi không có thấy rõ nữa. Alo. Rồi tôi biết rồi, gửi ảnh cho tôi nha. Cảm ơn anh. Sao vậy anh? Qua xác minh được thì chiếc xe này là của anh Phan Ken. Là người này nè. Ủa này, Ken sống trên. Anh có biết địa chỉ người này không? Anh biết, để em nhắc anh đi nha. Dạ. À, cảm ơn. Điện thoại nè. Thôi chú ba cứ bình tĩnh đi rồi mấy anh đi giúp nha. Mấy hôm nay tôi không thấy thằng Ken nó ở nhà, tôi cũng hơi lo lắng. Mà không hiểu sao nghe nó đi đòi tiền đòi nợ gì cho người ta. Mà gọi tới hôm nay mà tôi không thấy mặt lại nó về. Mỗi lần nó đi á, nó còn gọi điện về, tôi đỡ lo lắng này nọ. Mà tới hôm nay nó cũng không gọi điện, mà tôi gọi điện cho nó, chuông thì rung mà nó không bắt máy. Vậy à, chú xem thử đây có phải là xe của anh Ken. Đúng rồi nè, xe anh Ken cháu tôi nè. Ủa chú ba, chú ba có nhớ là hôm đó Ken nó đi thu tiền ở đâu với thu tiền của ai không? Theo cái trong cuốn sổ mà tôi coi đó, là đòi nợ ba người mà, nhưng mà có hai người tới tận nhà trả. Còn nhà của con Thương đó, nó ở tuốt ở xóm dưới đó, thì anh Ken nó phải xuống dưới nó lấy. Mà tới giờ không thấy mặt mày luôn. Dạ, cảm ơn những thông tin mà chú đã cung cấp. Mấy anh mà không qua đây thì tôi cũng lên trên đó tôi báo với bên công an. À, không biết hai anh tới nhà tôi có chuyện gì mà? À, chuyện là vậy. Hiện nay anh Ken đã mất tích được 3 ngày. Mà nhà anh Ken cung cấp thông tin thì nói là anh Ken hôm cuối cùng trước khi mất tích là có qua nhà anh chị thu nợ. Thì tôi qua đây hỏi là không biết là hôm đó anh Ken có qua đây thu nợ hay không? Anh chị có gặp được anh Ken không? Hay là nếu mà anh Ken có thu nợ ở đây thì sau đó anh Ken đi đâu hai người có biết không? À, dạ đúng là cái tối hôm đó anh Ken có qua đây thu tiền. Rồi sau đó có dùng bữa với lại gia đình tôi. Rồi sau đó Ken đi đâu thì tôi không biết. Ở nhà anh chị có camera không nhỉ? Nếu mà có thì có thể cho em với anh đi xem được. À, dạ được. Đây anh. Chú ba coi có phải anh Ken không? Đúng rồi anh Ken nè. Bộ đồ này là nó bận bữa mà để đi qua nhà con Thương nó lấy tiền đó. Mà đúng thì là thằng Ken nó từ nhà con Thương về. Sau khi nó ăn uống nhưng mà sao nó không về nhà ta? Mà chú coi cái clip này nó hơi ngộ ngộ. Mấy bữa trước á, là Ken nó bị té xe, rồi nó bị phỏng bô nữa. Nó đi rồi nhắc cái chân nó. Mà sao coi cái clip này là thằng này đi bình thường vậy? Nó ngộ ngộ. Đây là lệnh khám xét, mong anh chị hợp tác. Cái gì vậy trời? We'll be right back.
ra đây, đi ra đây. Mẹ nói con bao nhiêu lần rồi, không có xuống đây chơi, đi lên nhà trước chơi. Anh. Hai anh xuống đây hả? Thôi hai anh đi lên đằng trước đi. Tôi nuôi chó ở đây nó dữ lắm, không nó cắn hai anh chết á. Vì mốt mà đi lung tung nhà mẹ la với. Đi con. Mình cắn cam đi. Đợi xíu. Coi mẹ ra cái gì đúng không? Hả? Trời ơi! Nó con nít nó biết cái gì mà bà đánh nó. Đi! Đi! Đã có kết quả xét nghiệm dấu vân tay ở trên xe rồi. Ngoài dấu vân tay của chị Chu và chị Nhã chủ quán cà phê thì không phát hiện dấu vân tay của ai nữa. Tụi nó hay nha. Tụi nó xóa hết dấu vân tay rồi. Mày có ký không? Mày nói ai là súc sinh? Bây giờ mày nhìn lại cái bộ dạng của mày đi. Nó có giống gì một con chó. Chúng mày có ngon thì giết tao đi. Chúng mày giết đi. Ngu sao tao giết mày. Lỡ ông bà già mày tới đây hả, cầm theo sổ nợ đòi tiền đám tang của mày rồi làm sao? Có trách á thì trách cái lũ bọn mày cho dây nặng lãi. Lãi mẹ đẻ lãi con, không chừa cho vợ chồng tao con đường sống. Tao thì cũng hiền á, nhẹ nhàng với mày thôi. Dần gì hả? Bây giờ mày đồng ý ký vô cái giấy xóa nợ này, tao với bà sẽ thả mày ra. Bây giờ mày có ký không? Ký thì ký. Mày tất cả bằng chứng thu thập đầy đủ anh. Đúng rồi, vết máu trên miếng vải cũng đã được xác định là của anh Ken. Các chú ơi, các chú vô cứu chú Mập đi, ba mẹ con đánh chú Mập dữ lắm á các chú. Chiếc xe của Ken được đậu ở một bãi đất trống nhà Chu. Chu báo với công an có một người đàn ông mặc áo sơ mi, đàn ông đang bịt mặt, nhưng khi Chu gọi thì không quay lại. Công an xác minh chiếc xe này là của Ken ở xóm trên, là người chuyên cho vay nặng lãi và cầm đồ. Tự nhiên bữa đó cái thằng nó chạy xe vô đất nhà tôi có biết cái gì đâu. Tôi gọi nó hoài mà nó không có quay lại, nên tôi mới để nhờ quán bà. Tôi đưa công an đến nhà Ken thì chú Ken nói Ken đi ba hôm nay nhưng không về. Mọi khi hay nhắn cho chú của Ken nếu về trễ, nhưng hôm nay thì không thấy. Chú cũng đang sợ có chuyện gì xảy ra với Ken nên cũng định báo công an. Chú Ken cung cấp thông tin rằng hôm đó Ken đi thu nợ các con nợ, và trong đó có vợ chồng Thương. Và vợ chồng Thương là người gọi Ken xuống lấy tiền, là đòi nợ ba người. Còn nhà của Thương thì Ken phải xuống dưới đó lấy. Tôi và công an xuống nhà Thương thì vợ chồng Thương nói đúng là Ken có xuống lấy tiền, nhưng sau đó thì ra về bình thường, không có chuyện gì. Nhưng tôi thấy con gái Thương núp ở trong và có vẻ lo sợ. Tôi và công an kiểm tra camera nhà Thương thì thấy đúng là Ken đã ra về tối hôm đó. Tôi và công an mang video xuống cho chú Ken xác minh có phải là Ken hay không, thì chú nói đúng là Ken hôm đó mặc bộ đồ này. Nhưng có điều lạ là Ken mới bị phỏng bô xe ở chân nên đi tập tễnh, còn người này đi lại rất bình thường, nhanh nhẹn. Tôi bắt đầu nghi ngờ vợ chồng Thương. Rồi nó bị phỏng bô nữa, nó đi rồi nhắc cái chân nữa. Mà sao có clip này là thằng này đi bình thường vậy? Công an cho lệnh khám xét xuống nhà Thương. Vợ chồng Thương và bé ba đành hợp tác. Trong lúc khám xét, tôi nhặt được mảnh vải có dính máu và tôi thấy cô gái của Thương cầm chiếc bánh chạy về phía nhà lá. Khi tôi đi theo và tính hỏi chuyện thì Thương đã xuất hiện, nói là trong đó có nuôi chó, là con đã nhằm đánh lạc hướng tôi và công an. Nhưng tôi đã nghi ngờ nên quay lại gắn camera gần đó. Thôi hai anh đi lên đằng trước đi. Tôi nuôi chó ở đây nó dữ lắm, không nó cắn hai anh chết á. Vì mốt đi lung tung nhà mẹ la đi. Tôi và công an check cam thấy Thương là đánh đứa bé. Công an cho biết trên xe của Ken không có để lại dấu vân tay của ai ngoài chủ đất và chủ quán cà phê. Tôi nghi ngờ kẻ thù ác đã xóa dấu vết trước đó, vì nếu là Ken thì cũng phải có dấu vân tay của anh ta. Công an xác minh vết máu trên tấm khăn nhặt được ở nhà Thương chính là của Ken. Tôi suy luận vợ chồng Thương đã hại Ken, và bé ba là người mặc đồ của Ken và đóng giả Ken bằng chiếc xe đi phi tang. Lên đây, lên đây. Thằng chó này nó ly thiệt chứ. Không lẽ bây giờ giết nó? Giờ nó không ký hả? Chỉ có giết nó thôi chứ sao giờ. Chứ bây giờ bà nghĩ đi, nó không chết á, tôi với bà chết. Vậy thì giết. Come on.
hành vi phạm pháp các người đã bị tôi phát hiện rồi. Bây giờ mà hai người theo chúng tôi lên phường.